Thôi Thơm chào cả nhà buổi sáng nha. Nay Thơm tiếp tục đưa nhà đi bẫy chích ré cả nhà ơi. Nay ghé lại cái đám này cả nhà. À đám này có con cũng đang bơi luôn cả nhà thấy không? Đen đen. Bữa hổm Thơm quýnh Thơm đặt máy quay á. Cái giờ em bơi vậy thấy máy quay sợ cả nhà ơi. Thấy cái máy màu vàng vàng nó sợ nó dội ngược ra. Nay hai anh em ghé bẫy lại nó tiếp. Hãy anh em vô đặt máy quýnh coi nó như vậy nữa không cả nhà. Thôi Thơm chúc cả nhà một ngày mới được nhiều sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc nha cả nhà. Kêu bên đây rồi sao bên đây dính mẹ cái máy mình. Em nói bên đây mẹ về trước một sàn. Mẹ nghe con nó tét bên đây mà. Ừ. Nó tét cái đó. Đâu khổ. Tét bên đây bấm. Lấm hang, lấm hang. Hay cỏ có kiến không? Đúng rồi. Chín đường con cả nhà mình đây. Chim này về dính không thấy luôn cả nhà. Đúp, nghe đọc cái bẩm lắm. Cắn nó con. Làm biến cắn. Hiền quá.
tiếp con thứ hai cả nhà mình ơi. Đây đây nè. Con này cũng còn tơ luôn. Con này nó bự hơn con kia. Chào sư kho. Hai con kho ơi. À, hai anh em có đặt chỗ này cái ao này bộ cái quên chứ cái con chim mồi quýnh đó cả nhà. Mà trời mưa quá nè cả nhà xem nè. Mình thử ra hai anh em không có đặt máy quay được. Đứng hai anh em núp cái chòi rình thấy đập dính con. Mưa tới cả nhà ơi nè. Cái tranh thủ ra bắt cái quay cả nhà xem nha. Nè, mưa rồi. Ồ, mưa cả nhà ơi, quay chim đấy mình tắt máy nha. Đào xuống bắt luôn đi. Dạ, dính con cả nhà. Mưa tới cả nhà ơi, tranh thủ đi. Dính con cả nhà mình ơi. Thôi tạm ngưng cái mưa quá cả nhà. Mưa tắng hết rồi nè. Đây. Bao giờ dính liền luôn á. Chim mồi. Đám này cả nhà, nước cạn vậy nè, có cái rỗng nước à. Đặt dưới bẫy dính con cả nhà, mà Thơm không đặt máy quay cả nhà. Tại vì đang mưa âm râm á, Thơm phải lội sình xuống nữa. Lội sình xuống lúng quá rồi đang bơm trăm không có quay tại quay lõi nó về cái máy mưa nó không muốn chạy ra lấy máy được lỗi ra không có quay sình cả nhà coi lội lúng cẳng chân dính con không để rỗng nước không có chỗ nào để rỗng nước quýnh luôn dính con cả nhà mình nè thì giờ cái này ra ăn cái giờ cái lọc quá chắc hơn mồi thôi để Thơm tạm ngưng cái nhà đây sình quá lúng cái giò Thơm tới dưới đây luôn rồi nè đúng rồi ngay trên đường bờ đó chỗ nãy chỗ đứng á bên cái hụ nó còn cặp cả nhà hai anh em quýnh cái nó bường ra tới chỗ cái lầm dừa nước cho đó cả nhà mình thấy á đó là dừa nước đó bường ra bường vô riết mà nó không biết đám này trong lóc mà ngồi đâu không thấy có con về dính nào cũng không biết nữa có vũ ngồi kế bên luôn á mà không nghe nghe đập tưởng cá đắp móng không à cái chân đi lại tính giờ kèo giờ qua bên kia quýnh cặp đó cái lại thấy có con dính cả nhà. Ở trong đó cả nhà trong cái hồ này nè trong cái đầm này có cái ụ về đó cả nhà con cặp ở quải á, mà quýnh cái nó về gần tới cái ra về vô gần tới cái ra tưởng đầu nó không dám sáp ai về không biết con lụn đường nào mà về dính trước hai anh em đi ra tính dài qua góc kia quýnh nó cái lại thấy dính mà nay mưa quá cả nhà ở râm hoài Thơm không có đặt cái máy quay được tại cái máy của Thơm nó không có chống nước quay chút xíu nữa máy chắc nước lẩm bẩm luôn để Vũ lấy túi lại Vũ núp cái lầm kế bên vậy mà sao không thấy không biết nó ở trên cái lầm đó cả nhà để Thơm zoom vào trong nhà mình xem đó cái hồ này chính giữa nó có cái lùm đó đó mà nó ở trong nó bơi ra gần tới nó bơi về gần tới nó bơi về riết ai giờ đâu có con ở gần dính nào cũng không hay
muốn chim mà chim dính không hay luôn. Vô tới ngó ngó bần ra, bần tới ngó ngó bần ra riết. Chứ kỳ ta thấy bơ bường vô cái bần ra không. Ai vậy ai dính hồng nào. Giò bóng chứ. Dính. Góc bệnh quýnh và nó ra. Còn nó ra. Rồi, xin chào cả nhà buổi chiều nha. Giờ cũng hai mấy cả nhà ơi. Mà trời cứ trên dưới này nó mù trời á. Đang bão gì cả nhà, anh thấy trên trời nó tới hù. Bởi nãy có ba kèo sao quýnh nó thâm. Chỉ quay nó dính thôi chứ không có đặt cái máy quay được cả nhà. Mưa hoài à. Cứ râm râm hoài. Cái thâm quay này quá cả nhà mình xem. Bữa nay 7 trích ré được mấy con cả nhà. Cho mình cả nhà mình xem cái là thâm tạm kết thúc clip sau nha. Một chú thành quả nay cũng khá ngon cả nhà, bảy hai anh em bảy được 5 con. Thêm quay gần gần cả nhà xem 5 chích. Năm con ở nhà mình đây. Rồi thôi thơm cũng chào tạm biệt cả nhà nha, hẹn cả nhà clip sau cả nhà. Clip sau để coi trời bớt bão rồi đi quýnh cút hay mềm bẹp hay là mắc xéo gì cho nhà mình xem nha. Còn bữa nay là hai anh em đi gài được 5 con. Rồi xin chào tạm biệt cả nhà nha. Hẹn cả nhà clip sau.